100 năm trước, khi hắn một mình đánh bại 10 vạn thiên binh. Với hành động kinh thiên động địa đó, Ngộ Không bị phong ấn dưới Ngũ Hành Sơn. Khi được giải thoát, hắn trở thành một đấu sĩ chiến đấu cho Phong Điện Ánh Sáng. Chuỗi chiêu thức mạnh nhất của Ngộ Không là Cân Đầu Vân, tiếp đến Gậy Như Ý và Phân Thân Thuật. Hãy sử dụng hợp lý để tiêu diệt sớm những kẻ địch mỏng manh như xạ thủ và pháp sư. Việc kết hợp Gậy Như Ý với các chiêu thức khống chế diện rộng cùng đồng đội sẽ giúp bạn chiến thắng giao tranh cực nhanh gọn. Chúc các bạn sớm thông thạo Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh cực kỳ bá đạo này.